Xin chào các bạn. Vậy là cái mùa beat QRM bản tiếng Anh đã trôi qua và mình cũng đã đạt được cái top 1. Nói chung là đua hộ đã được thành công. Đợt này thì mình đang cũng beat của, luôn của con Son Galeo bản tiếng Trung, cho nên là canh hai cái beat cùng một lúc. Một tay phải thì bấm vào lap, còn một tay trái thì đang đua beat con QRM này. Do đó mình đã lên luôn 10.000 điểm để dễ cạnh tranh. Xác định đầu tiên khi đua cái beat này đó là mình sẽ khô máu. Và cái mắc điểm của cái beat war này mình cũng có thể lên được 15.000 điểm. Thì lên 10.000 điểm vượt qua cái người chơi thứ hai ấy, thì cũng nó dạng như là lúc mà cùng nhau mà cùng ấn ấy, thì mình sẽ có lợi thế hơn. Tại vì xác định luôn đó là mình sẽ hết kim cương thì thôi, trừ phi là thua kim cương mà thua thì chịu. Thì với VIP không ấy thì mình muốn có một cái khung nào đó để nó đẹp và có một cái gì đó đặc biệt ở trong game này. Nếu mà xác định mà đợt này mà bị thua beat thì cũng sẽ có lấy được một cái khung xịn, đó là từ con Mega Rayquaza hay là con Diamond Gaudon Kiora. Nếu lên Mega thì cũng sẽ được một cái khung miễn phí. Thì đua beat ấy thì các bạn biết là cái giá trị giá của nó, mình bây giờ chỉ có quan tâm đó là cái khung của thôi. Nếu không xây khung lấy khung ấy thì 4-5.000 điểm cũng có thể sự đua được. Còn nếu mà đua xác định là lấy cái khung, còn không thì thôi. Tại vì là nếu các bạn đua mà tốn rất nhiều kim cương ấy chỉ để lấy được một con 4 sao với 160 cái mảnh như thế này, thì cái số kim cương các bạn bỏ ra đó ấy, mà không được mà đua tạch ấy, thì sự lấy ở Red Draw cũng vẫn ổn hơn. Và sau thì ở bản tiếng Trung nó sẽ có sự kiện Lucky S nữa, 10.000 kim cương lấy được một con rồi. Cho nên về sau cái sự kiện Beat War này, nếu các bạn thích con nào mà muốn lấy cái khung ấy, thì các bạn nên đua một cách khô máu để lấy. Còn không thì tiết kiệm kim cương một cách có thể để có thể chơi được các sự kiện hay là lấy một S cộng khác để lên Mega dễ hơn. Phần quà mình cũng đã nhận rồi đây, đó là một con Kyorem với 240 mảnh và một cái khung. Trong này thì mình đã vừa quả vừa ghép được 4 con Kyorem, thì có một con có cái tính cách mình nghĩ là ổn, đó là Hasty. Đây là tính cách cộng tốc độ và trừ pay defense. Với Kyorem này hay là nhiều con khác thì cái chỉ số tốc độ mình rất là ưu tiên, nhất là thời điểm sắp tới tốc độ rất là quan trọng. Nếu mà 4 sao sau 7 sao thì tốc độ vẫn thua kém hơn rồi, nhưng mà ưu tiên thì mình vẫn hay về dùng với tốc độ hơn. Thì có 4 con. Một con thì trừ tốc độ này thôi mình bỏ này, một con thì cộng SP attack này cũng tạm tạm, nếu mà mình không có cộng tốc độ mình sẽ lấy cái đấy. Còn một cái thì trừ SP attack thì không sử dụng rồi. Kyurem này nó sẽ sử dụng song công ở trong cái sắc băng với cả đòn tấn công skill của nó, cho nên mình không trừ hai loại công cho nó. Về rune của nó ấy, thì mình tính là sẽ sử dụng cái rune phản đòn này, bởi vì các bạn thấy là ở trong cái phần chỉ số của nó ấy, Reval rate của nó đang là 5,6%, hình như cộng 0,6 rồi. Thì Kyurem đang sẵn có thì mình sẽ build theo kiểu mà phản đam nhiều hơn. Với chip thì mình sẽ ưu tiên cái chip sử dụng đó là chip rùa. Nó có tác dụng ở cái đòn sét tím này, đó là khi nhận sát thương thì sẽ có 50% tỷ lệ phản lại 14% sát thương đã nhận. Nó nhận 100 1 triệu chẳng hạn thì nó sẽ phản lại 140.000, đi kèm thêm cái 10% cái tỷ lệ phản đòn kia cũng được 100.000 nữa, thì coi như là phản lại được 240.000 cũng có vẻ ổn. Để mình quay miễn phí ấy, nó ra được thì mình nghĩ thế này thôi ổn rồi. VIP không thì không nên tốn kim cương quá về cái này, quay được một cái đẹp đẹp như này thì mình sẽ sử dụng luôn. Còn đâu kim cương để tìm kiếm S cộng vẫn hay hơn. Bây giờ thì mình đang có ba cái con Kyurem này, sắp tới sẽ làm phôi cho con Mega Rayquaza. Không thì vẫn phải bỏ một con này, nhưng mình sẽ chọn con Seimin. Mình để hàng đầu thành ba con chống cự tốt vậy, còn đâu ở hàng sau là những con mà có thể trụ được. Thì Seimin chắc là mình sẽ reset lại cho cái account này. Account này sẽ còn rất nhiều cái cần chỉnh sửa. Chắc khi nào rảnh thì vào account này sửa thôi. Lúc này nó không lắp nhiều lắm.
Đồ rồng thì dành hết cho Rayquaza rồi, cho nên mấy con này không có nữa. Cho những con nào bạn không sử dụng thì cùng lắm chỉ nâng lên được đến 70 để xài, hoặc 50 cũng được. Đây thì nó rất nhiều. Đồ Wakken này thì Mega Rayquaza giữ hết rồi nên thôi. Đầu phần đầu tiên nên nâng cái này, tại vì nó sẽ nâng ở trong đấu trường. Tốn đến 2-3 triệu. Lugia, Dialga, Palkia. Như bạn thấy là Dialga bên kia đã bị cái ấn săn mồi giảm tốc độ. Thì việc làm cho con Dialga bên kia đi chậm cũng là rất là hay rồi. Nếu không là bên kia đi rất nhiều lượt. Mình đang nuôi con Skizor này ít máu nên hay bị tập trung đánh. Ồ, điều này trong đội hình này thì bắt buộc phải nuôi con Lugia là con ít máu nhất thôi. Để tránh cho con Skizor bị đam. Hiện tại bây giờ team chỉ có mỗi con Rayquaza làm tấn công nữa thôi. Đến lượt hành động phát đóng băng luôn. Giúp chặn con Dialga rất là tốt. Rayquaza không lên Mega thì nó sẽ yếu dần đi, nhưng mà sát thương nó vẫn là mạnh. Đây thì đang chơi cái team là kiểu mà hàng trên chắc và hàng dưới thì chưa ổn cho lắm. Nhưng bạn thấy là con Regigas nó vẫn là con thủ rất là trâu. Hiệu ứng đóng băng này rất là có lợi, như các bạn thấy. Rất là nhờ Kyurem. Thế nên mặc dù là có thua, nhưng mà cái chính là cảm thấy cái đội hình nó đã tốt hơn được một tí nhờ cái đóng băng làm cho địch bị chậm đi trong các đợt tấn công. Thì đó là một cái tác dụng của Kyurem. Nếu bạn phải đi team mạnh thì Kyurem nó cũng sẽ phát huy được rất là nhiều tối đa như vừa rồi. Chung là VIP không thì nếu mà chơi thì cũng từ từ thôi. Đánh được đến đâu thì đánh. Tiếc là bị chết con Mega à, con Skizor ngay từ đầu trận. Không mất đi một cái ấy thôi.
Yancy 4 sao vẫn có vẻ tốt phết nhỉ. Kết quả thua. Chưa ổn, mặc dù là tài nguyên đang nhiều nhưng mà rất là lười nâng. Các bạn thấy là trong này cái điểm Rune nó đang đến 81.000 nhưng mà chưa nâng được cái gì nhiều. Còn 1144 này. Chip cũng vậy. Cái này nên nâng đến 15. Bây giờ nói chung là account này đang cần phải sửa nhiều lắm.